La sequela, phần tiếp theo, hậu quả. La sequela. Psychological, psychological, tính từ là thuộc về tâm lý. Psychological, psychological. Chẳng hạn như mình có cái câu là Que sequelas psicológicas sufren las familias. À, những cái gia đình sufrir, nguyên mẫu là chịu đựng, ở đây là sufren có nghĩa là họ chịu đựng ở hiện tại đơn ha. Cái gì? Sequelas psicológicas, những cái hậu quả thuộc về tâm lý như thế nào, những hậu quả tâm lý như thế, những hậu quả tâm lý ha. À, tính từ đuôi as bổ nghĩa cho giống cái số nhiều là Que sequelas psicológicas sufren las familias, những cái gia đình họ chịu đựng những cái hậu quả tâm lý gì? Là trauma, chấn thương, là trauma. Chẳng hạn như mình có cái câu là precisamente este trauma, este impacto en la psicología de las personas es profundo y duradero. À, chính xác, những cái chấn thương, chính xác là cái chấn thương này, à, nó những cái tác động này, an impacto có nghĩa là cái sự tác động này, à, cái trong tâm lý của những con người là, à, sâu đậm và kéo dài, sâu sắc và kéo dài. Profundo tính từ là sâu 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 sắc. Duradero là dài. Ở đây đuôi ô hết cả hai cái tính từ này bởi vì nó bổ nghĩa cho cái este impacto ha. Cái từ chính ở trong nguyên cái câu này, impacto là cái chủ ngữ chính đó. Chính xác, cái chấn thương này, cái tác động này trong cái tâm lý của những con người, của những cái người á, thì nó là sâu đậm và kéo dài. Precisamente este trauma, este impacto en la psicología de las personas es profundo y duradero.